Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình cho hai bên cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời bạn. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Phương. Năm nay 32 tuổi. Và quê quán là ở chợ gạo Tiền Giang. Em mua bán sửa chữa điện thoại di động. Hiện tại mình làm việc ở đâu Phương? Dạ em làm ở chợ gạo Tiền Giang luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Và chào bạn nam. Em tên là Cẩm Duy, em đến từ Long An. Em là nhân viên văn phòng, hiện tại là em đang làm KCS cho một cái công ty gia công nữ trang ở Bình Chánh. Em đang ở nhà với gia đình là ở Cần Đước, Long An. Như vậy thì qua Long An thì sẽ tới chợ gạo. Dạ. Không sao, cũng chung trên một tuyến đường ha. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Ưu điểm của em là em biết nấu ăn ngon, hát hay. Hát hay. Rồi hát cái cho không khí nó sôi lên đi. Lỡ mai thất nghiệp anh về Long An, anh lấy vợ Miên. Vợ Miên nó hiền, nó không biết xài tiền. Nhìn thấy nó đen nhưng lại có duyên. Kiếm chi do việc tốn tiền xà bông, giấy phấn son nhàn nhà. Trời ơi trời. Thế em gái có nhờ khuyết điểm gì không? Hồi nãy mới nói ưu điểm mà. Dạ, khuyết điểm của em là cũng rất là nóng tính, rất là cọc. Nói chung là khi mà em vấp phải cái vấn đề gì mà nó nan giải á, em không giải quyết được thì em rất là căng thẳng và lúc đó em sẽ rất là điên. Ai mà chọc cho em gái là có thể quay qua cắn người đó đi. Hồi đó giờ cắn nhiều người chưa? Dạ chưa cắn ai hết chị. À, mới hù thôi, ta sợ. Dạ, mới hù thôi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, cũng dễ tiếp xúc lắm. Biết hát sơ sơ. Hát sơ sơ, giờ hát tặng bên kia gì đi. Ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần cô liêu, em khóc cho đời viên sứ, dâng hiến cho người tình xa. Hay, chị em dán màn liền đúng không chị? Chưa có dán màn được. Ngoài ra mình còn có khuyết điểm gì không em trai? Khuyết điểm của em thì hay quên, hơi nóng tính xíu. Trời, bạn này cũng giống em với lại chị. Có rượu anh bia. Anh ơi, nóng tính là nóng tính sao anh? Ví dụ như lỡ mà em cãi anh gì anh bay qua bên em hả? Không, anh sẽ nghe em cãi đúng hay sai rồi anh giải thích cho em nghe. Không được thì dạ. Quá thì anh bỏ anh đi thôi. Đúng rồi, bỏ đi chứ đừng đánh em nha. Ai đánh em giận luôn á. Em thì không hút thuốc. Nhưng mà rượu bia thì có. Nhưng mà uống với mức độ giao tiếp thôi. Dạ. Uống giao tiếp là uống bao nhiêu chai anh? Giao nhiêu tiếp bao nhiêu à? Hả? Vậy là em giao ba kết anh cũng uống hết luôn. Đùa hả? Thôi, đùa thôi, đùa thôi. Về tình trường thì sao? Mình có mấy mối tình? Dạ em có hai mối tình. Nhưng mà nó không có tiến triển xa. Rồi, bạn trai. Dạ em có hai mối tình. Mối tình cuối cùng thì chia tay nay hơn một năm. Chắc có vẻ là bên gia đình bạn gái đó là không có thích công việc của em. Nói công việc của em là không có đủ điều kiện để lo cho con gái người ta. Rồi bây giờ em muốn tìm một người thế nào em nói bên kia đi em. Anh ơi, giờ mình chơi trò hỏi nhanh đáp gọn đi anh. Đúng rồi. Cho nó lẹ. Em hỏi anh trước đi. Anh có mối tình đầu của anh là bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu năm đó 23-24 tuổi gì á. Ồ, vậy là anh yêu trễ rồi. Đúng rồi. Dạ. Anh bây giờ sống cùng gia đình hay là sống một mình à? Anh thì tự lập từ nhỏ rồi cho nên là đi làm ở đâu thì ở đó chứ. Dạ. Nhà thì ví dụ như tuần lễ nửa tháng mới về chơi một lần. Dạ, em thích vậy đó. Ủa anh có ghen không anh? Có chứ, thương là phải ghen chứ. Ồ, nhưng mà hả? Mức độ thôi. Em cũng ghen lắm nha. Ví dụ em đi ra đường mà em thấy cái anh đó đẹp trai quá, em khen đẹp trai thì anh có ghen không? Đó chuyện bình thường mà, anh ra đường anh thấy đẹp anh cũng khen mà. Không, nhưng mà em thì em khen thì được. Nhưng mà anh mà khen là em sẽ quay qua em bóp điện. Bóp cái gì? Bóp cái gì? Bóp cái gì? Bóp cái gì? Là giả cái bóp liền. Là giả cái bóp liền. Người bạn trai của mình đó. Dạ. Mà công việc nói chung là làm ra tiền ít hơn em thì em có khinh thường. Dạ, công việc cái người ta đó không? Là cái vấn đề đó là hiện tại của anh thôi, nhưng mà chưa biết đâu được sau này về em với anh làm ăn nó khác. Thì được. Anh yên chí chuyện đó đi. Dạ. Thôi bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em muốn một người bạn nam là cao hơn em, đẹp trai. À, sáng láng, cười có duyên, hiền lành, tốt bụng. Đừng có dữ quá, em sợ dữ lắm. Em thì em rất thích con nít, chung là khả năng chăm em bé của em rất là tốt, rất là ok.
sau này á, nếu mà có cơ hội đến với nhau á, về nhà thì việc nhà em sẽ chu toàn hết. Nhưng mà em có sở thích đi du lịch và em thích đi du lịch Thái Lan. Cũng có một bạn idol ở bên đó, là mỗi năm là em sẽ đi một lần. Mà nhưng đi chung mà được không? Dạ đi chung được. Vậy quá dạ, tốt, có người gì đâu đòi em xuống. Vậy thì được thôi, chị dạ. Nhỏ chị duyệt luôn. Anh không cần trả lời, chị đồng ý. Anh Việt không anh? Anh Việt. Vậy em cảm ơn anh trước nha. Vậy thôi đó hả, yêu cầu bạn trai vậy thôi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ em đưa ra yêu cầu, anh thấy bên đàn trai là đáp ứng gần như đủ đó. Còn mình đưa ra yêu cầu sao? Nói chung cũng vui vẻ hòa đồng giống như em vậy đó. Cô gái nãy giờ vui không? Dạ vui, em thấy vui lắm rồi đó. Rất là vui ha. Đầm thắm, nói chung là dễ thương. Đẹp thì không cần xuất sắc đâu, nhưng mà dễ thương là phải có. Em cảm giác nãy giờ cô gái bên đó đầm thắm không? Nói chung là... Khoan nhận xét anh đi. Tại vì em có nhiều cái điên chưa bộc lộ. Có thể là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh dạ. Mẽ, cá tính á. Dạ đúng rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi. Dạ em chào anh. Chào em gái. Long An là hát cái lương được nè. Em lên câu thử nghe coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi chờ nỗi mong. Long An ơi chung thủy đợi chờ, nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không anh? Rồi, được rồi. Bên đây yêu cầu như thế, em cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm của đàn trai? 100%, 100%. 100% luôn. Ghê rồi. Cô gái tự tin ha, nãy cô nói đúng cô hát anh, hay tự tin, em ở Long An mà, em phải tự tin chứ tự Long tin. An trung dũng kiên cường. Vậy tự tin càng tốt nha. Dạ, nhưng đánh mà, chân nào thắng chân đó không anh? Đúng rồi, nhưng mà có những thứ mình phải kiềm chế, không phải tự tin quá dạ, nha. Dạ, đàn trai hơi hiền, em đừng ăn hiếp đàn trai nha. Ủa hiền lắm anh? Hiền. Ôi em thích vậy á. Trời ơi, thích thì ăn hiếp hả? Nãy giờ chị chưa hỏi bạn trai là có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Bạn gái nóng tính quá. Em thì cũng hơi nóng tính thôi, nhưng mà nếu bạn gái nóng tính đâu thì em sợ là em nhìn không nổi. Đừng có cằn nhằn hoài. Nấu một lần nghe được rồi, đừng có nấu hoài nó nhiều, em nghe nhức đầu lắm. Ăn mặc với lại make up đầu nó lè lẹt quá thôi. Cũng thuộc loại khó tính này, gia trưởng thì mình có gia trưởng không em? Dạ không, em dễ chịu lắm. Dạ. Ủa anh không gia trưởng mà nãy giờ anh căng make up rồi không được. Như vậy em đi đám cưới để mặt mọc đi hả chị không, Tường? Không, có nghĩa là không phải. Đừng có lè lẹt quá, đừng không em không thuộc cho diện là da bị dị ứng nên ít khi nào em make up lắm anh. À vậy hả? Dạ. Sau này là mình dự định là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì em đang làm việc ở quê của em. Nhưng mà thí dụ như sau này có gặp bạn gái rồi á thì hai đứa sẽ tính bàn bạc. Ví dụ như mà thấy ở dưới có điều kiện làm ăn kinh tế phát triển được thì mình ở đó mình làm, còn không thì có thể ở đâu cũng được. Đúng thu rồi. Nhau được rồi, với lại công việc nó ổn định, kinh tế ổn định là ok rồi. Rồi được á, cặp này cũng hợp lý á nha. Cái mặt có nét giống giống nhau á. Giống hả chị? Giống, hơi giống. Chị giống. Bữa nay anh mặc áo gì đi vậy chị? Áo trắng. Trời ơi, xấu xa. Không, em thích nặng bạn nam bằng áo trắng. Mà em ghét lè lẹt. Em ghét nam mà trồng cái áo màu đỏ, màu hồng, màu vàng đi ghê lắm. Trời ơi, bằng cái áo trắng lên nhìn nó lịch sự mà ở đâu, đi đâu cũng được, cũng đẹp hết. Màu xanh được không? Anh Quyền Linh đã có bông, có chậu rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị bạn thân của em. Dạ, em chào chị ạ. À. Em xin thì em tên là Trang, em bạn thân của Duy. Em thấy bạn trai bên đây sao em? Dạ em thấy cũng được ạ. À. Nói chung là anh cũng hiền quá hiền. Nhưng mà anh hiền quá thì bây giờ sẽ hiếp á. Kia giữ không? Bé nói vậy thôi chứ bé không có giữ cho anh ơi. Nó lên này nó nói đại cho nó khỏi bị hiếp thôi á. Em ở ngồi thì em nhìn hợp á, nhưng mà quan trọng là hai bạn. Rồi bạn trai mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ với em trai của em. Dạ, dạ con chào bác, chào em. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em cháu gái và quý vị trong trường quay. Em là mẹ của ông Phương. Yeah. Phương thì tánh tình nó rất là hiền. Nó tự lập từ hồi nhỏ. Cho nên nó cũng hòa đồng và nó thích bên văn nghệ dữ lắm. Yeah. Thì theo nhận xét thì cháu gái bên đây thì thấy cũng được. Cũng hai đứa là ca hay là thấy cũng thích rồi đó. Mẹ đồng ý rồi đó. Bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn tiếp xúc rồi nói chuyện coi hiểu nhau không. Mở rào. Rồi, hai bạn rồi. Có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Chúc em luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Dạ em cảm ơn anh. Quay mặt qua kia nói chuyện đi đó. Theo nãy giờ tiếp xúc qua cái hàng rào này thì anh có cảm nhận gì về em không?
Hồi nãy thì anh nghe giọng nói của em là anh đoán cũng dễ thương rồi, mà không ngờ quay mặt ra thấy dễ thương hơn nhiều. Em biết chợ gạo không? Em không biết, em chỉ biết cờ công thôi, tại em có người bạn ở đó. Vậy hả? Lỡ mốt sau này hai đứa thích nhau xong rồi anh muốn chợ gạo được không? Dạ, ở đâu phát triển được thì mình ở đó anh. À, anh ngồi bên đây anh nói vậy đó, rồi em thấy anh là một người như thế nào? Em thấy anh buôn bán nhưng mà có vẻ như là chắc là do nghiệp vụ của anh thì anh mới nói nhiều thôi, chứ bình thường thì chắc là cũng ít nói và rất là nghiêm túc. Anh nói nhiều lắm. Dạ. À, anh ngoài cái công việc là sửa điện thoại á, anh còn tham gia mấy cái chương trình, nói chung là cộng tác viên của Đài Truyền hình Tiền Giang. Dạ. Ý là anh cũng có tham gia mấy cái hoạt động ở xã với phường. Dạ. Khi nào anh đi đó nhớ dắt em theo nha. Dạ ha. Anh sợ là anh bận quá rồi không có thời gian để chăm sóc quan tâm em á chứ. Dạ. Không, không sao đâu, mình thương nhau thì cái gì mình cũng bỏ qua được hết anh. Còn nếu mà không có tình cảm thì cái lỗi nhỏ thì mình cũng nói được. Dạ. Anh nghĩ là khi mà lập gia đình rồi thì mình sanh bao nhiêu thì được à? Từ 1 tới 2 là đủ rồi. Theo em thì quan trọng là cái kinh tế của mình thôi. À đúng. Tại vì em á, là em quan niệm là lập gia đình mình có con thì tài sản chung của mình á, là con, thì mình làm để mà mình lo tương lai cho con. Với lại anh thì ga lăng thì có mà lãng mạn thì tệ lắm. Không, một chút thôi cũng được. Giống như là khi nào tới sinh nhật em hay là ngày kỷ niệm ngày cưới hay là cái gì đó, anh tặng cho em một cái bó hoa như vậy thì em muốn là ok rồi. Hồi dắt em đi ăn thôi. Đó là hiện thực. Thích cái gì đó em cứ nói anh. Dạ, anh đủ em khả năng anh sẽ mua tặng cho em. Chứ anh không thể nào suy nghĩ được là em thích cái đó để anh làm bất ngờ cho em thì. Không, em thích thực tế như vậy. Tại vì lãng mạn quá đôi khi nó sớm nó nổi da gà. Em thấy anh rất là hiền. Tính tình thì theo như anh miêu tả từ nãy giờ chắc là thoải mái, giống không? Không khoáng. Được cái nhiều khi em cũng hay bướng á. À. Nên em cũng trẻ con lắm thì chắc là sẽ chịu được cái đó của em. Hai đứa tìm một bài hát nào đó hợp nhau hát xong ca đi thử coi. Anh biết hát bài Sầu Tím Thiệp Hồng không? Em hát đi rồi anh hát theo. Em hát trước. Từ lúc quen nhau chưa nói được lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn đời ánh trăng soi con đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi, nói ra e lời mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe cánh hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như ngóng thư trong chờ, hồi âm đắng ngay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng chiều tìm không mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe dài sớm tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiếng đưa. Lá thư chậm rơi từng lá nghe bồi hồi, từng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy, sầu dần lên tím biết bao giờ cho quay. Rồi xong. Hay quá. Hợp lý quá. Rồi ngồi xuống đây em. Hát thì hợp đó, nhưng mà bài nó buồn quá. Thôi để em hát một bài em tặng bạn gái. Dạ em cảm ơn. Đây là tỏ tình của em luôn. Là tỏ tình đi ha. Hát đoạn thôi. Rồi bắt đầu. Trời đã xé sợi chỉ hồng để chúng ta nên vợ chồng. Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta bên hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối.
mình đã yêu nhau từ thuở nào, lời mến thương vẫn tràn ngọt ngào. Kề vai nhau trăng lên bờ ao, thề ước kia trăm năm đôi trao, câu chuyện trâu cao. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ xem thật sự đối phương có phải là người mà mình mong muốn hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất tình cảm, bây giờ hai bạn cũng rất hợp nhau nhiều vấn đề ha. Thôi, cuộc hôn đầu tiên nào các bạn. Rất dễ thương. Đây là mình được không ạ? Tên tuổi và nghề nghiệp quê quán. Mình tên là Hiếu, Quang Hiếu. Anh đọc về tên thường em vậy ạ? Mai Đức Hiếu. Mình sinh năm bao nhiêu anh nhỉ? Em sinh 1990 chị ơi. Nghề nghiệp của mình hiện tại là gì? Anh quê ở đâu? Em là thôn Hồ Chí Minh luôn, em làm Shopee á. Giao hàng Shopee á, shipper á. Mình quê quán ở đâu nhỉ? Bạn từng tham gia chương trình chưa ta? Thấy cái tên quen quen á. Có, hôm bữa em có cách tin lần hay lần một lần á. Là em cách tin có đậu hay không hay như? Không biết nữa, không thấy ai trả lời chị ơi. Có nghĩa là có rồi nhưng mà không thấy ai trả lời đó, cái dòm trên Facebook. Nào em? Có một rồi, có một lần không? Không biết chị nào thôi. Rồi, có nghĩa là ok, đợt này là mình sẽ cắt lại ha. Còn nếu có thông tin thì chương trình sẽ báo. Và mình đã từng cắt rồi cho nên là mình sẽ biết. Và mình sẽ chủ đạo mình cũng như là cái chuyện tình trường và hình ảnh mình ra sao nha. Tại vì mình cũng đã từng có kinh nghiệm đi cát rồi nè. Tự tin mạnh liền, mạnh mẽ lên. Em thì lâu em chưa quen ai chơi cả 6 năm nay rồi. Em loay làm quá, với lại thời gian nó không có lắm. Nhiều lúc mà mình rảnh thì tối về mệt mỏi rồi không muốn đi đâu chơi. Vòng nhà mà đi làm suốt à. Cái nghề này thì mấy chị cũng biết rồi, giao hàng, bên Shopee Red á. Mẫu người bạn gái em thì cũng đơn giản thôi, nhìn lần là được rồi. Nói chung gia đình em cũng dễ chị ơi. Alo. Bạn gái này kia mình phải có những cái tiêu chí rõ ràng thì là chương trình mới có thể ghép đôi cho mình được nha. Thì em ở thành phố thì nếu mà có được thì thành phố cũng được, hoặc là quê cũng được, chứ miền Tây cũng được. Chứ xa quá thì chị em không có thời gian về đó, thì công việc em làm số là không ít. Chắc lấy là dịp lễ này nọ thì mới được vậy thôi. Thì, rồi, tiếp. Thì mẫu bạn gái em thì cũng hiền lành là được rồi chị ơi. Nhà em nói chung cũng dễ, em nhà có mình mang em đó à, có hai mẹ con à. Là trước giờ mình đã từng yêu cô nào chưa, có dẫn cô nào về ra mắt mẹ chưa? Dạ cũng có một hai lần thôi, mà lâu mà 6-7 năm nay em không có quen ai nữa. Là cái mối tình trước đó mình chia tay lý do là vì sao? Không hợp chị ơi, hai bên này không hợp nhau. Cụ thể không hợp là gì nè? Thì cũng có đi chơi vài lần thì cũng có quen, nói chung là cũng sâu đậm lắm. Cảm thấy bên gia đình này nọ hai bên đó chị. Lúc mà mình thương ra thật, nhiều lúc người ta dối lòng mình này nọ, em cảm thấy không hợp, em chán, em không muốn quen nữa thôi. Thì nhiều như một người cha mà yêu một người cá thành lòng thì chị cũng biết mối tình yêu rồi đúng không? Nếu mình thấy người ta rồi, người ta đã rồi thôi mình. Em thấy mình không có ý nghĩa gì trong cuộc sống người ta thì thôi, mình đặt chia tay thôi, em chia tay luôn. Em không đó, em quen được hai người rồi mà em
Rồi vậy thì nếu bây giờ mà nếu mà quen một người thì mình là có xác định đi lâu dài hoặc là dự định là mình đã có chuẩn bị cái gì chưa để mà lập gia đình kết hôn chưa hay sao? Thì giờ công việc của em hiện tại cũng ổn định rồi, nếu mà có vợ được thì em cũng dư sức lo cho vợ em được. Tại em không hứa cái này, nói chung là em nếu mà có hai vợ chồng mà vợ em cũng có làm nữa thì hai vợ chồng sống khỏe về. Đối với em là công việc của em giờ rất ổn định. Em cũng có tiêu chí là muốn quen một người em tính tới hôn nhân thôi, cũng lớn tuổi rồi, năm nay em cũng 32 rồi. Rồi ok, Hiếu còn muốn chia sẻ gì nữa không về bản thân mình? Ví dụ như mình có những cái điểm gì mà mình chia sẻ thì bạn gái sẽ thích ở những cái điểm đó ở người bạn trai, ví dụ những cái điểm mạnh của mình đi. Thì dễ lắm, giờ em nói chung là vui, gái con một người gái nào gặp em là chuyện chơi. Nhưng mà có thương em thật lòng thì em tấm lòng em rất là chặt lòng và rất thương đó. Tại cũng có một người con gái rất biết em thương người ta, nhưng mà người ta cũng thường nói em tính em thật lòng lắm. Có sao nói đó mà người gái nào tiếp xúc với em được ví dụ tình em thêm. Tại giờ nói đây thì mấy chị cũng nhiều khi mình nói mấy chị cũng nghĩ là em nói dối thôi đúng không? Tại mình quen nhau thì chưa biết được thôi. Rồi, ok ha, thì đây là coi như là lần cast thứ hai của mình rồi. Thì nếu mà có thông tin gì chương trình sẽ báo và lên ghi hình này kia các thứ thì mình cũng cắt tóc, tai, đồ gọn gàng lại ha. Rồi, em đang đi làm á, chứ em không có thời gian. Tại vì cái công việc này thì mấy chị cũng biết là em đang ngoài trong chung cư mình nè, đang giao đồ cho người ta nè, cái gọi em đang giao hàng cái gọi em chưa bắt mạnh. Biết rồi thì là chị nhắc trước như vậy thôi. Còn nếu mà có những cái thông tin làm việc tiếp theo thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi ok, cảm ơn Hiếu. Mình xong rồi nha. Dạ, được, alo. Nghề nghiệp hiện tại của mình là gì anh? Anh làm chuyên về nội thất em ạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh sinh năm 81. 81. Anh có thể chia sẻ một chút nhiều hơn về bản thân là ưu nhược điểm của bản thân mình là gì này? Mình có tài lẻ gì không? Thực ra tài lẻ thì anh cũng ít. Còn nhược điểm của anh là tính anh sạch sẽ và bản thân chính chu. Sạch sẽ là nhược điểm hả anh? Tức là tính đến mức là nhược điểm luôn ạ? Không, thì ý anh nói là trong công việc hoặc về vấn đề nhà cửa hoặc là vấn đề xe cộ đi lại kiểu như tính anh sạch sẽ, anh không muốn đi đâu cảm thấy không tự tin hoặc là không chỉnh chu ấy. Ok ạ, thế thì còn về chuyện tình cảm của mình anh chia sẻ một chút được không ạ? Chuyện tình cảm của anh thì anh cũng đã đổ ở cái tên 3 năm rồi. Đấy. Lý do vì sao mà anh chị chia tay ạ? Thực ra buồn anh chia tay thì cũng nói chẳng trả ai tin. Vấn đề kiểu do cuộc sống xã hội khiến con người ta nó thay đổi. Từ những việc thay đổi đấy nó khiến cho vợ chồng có nhiều cái bất đồng sau nhiều năm chung sống. Thì bọn em đều quyết định đi ly hôn. Sau chuyện ly hôn thì anh ba năm rồi đúng không ạ? Trong 3 năm đấy anh có tìm hiểu ai khác không? Thực ra trong quá trình đi làm và mối quan hệ thân thiết nó thiếu thiếu cho anh sống cũng có gặp một vài đối tượng khi nói chuyện cảm thấy nó không theo cái tính người nên gia đình hoặc là không thuộc tính được thì anh rất đáng để thời gian đó quan tâm đến gia đình và cho con cái học hành cũng nghĩ đến chuyện đó thì sau 3 năm đi rồi con cái anh nó được hết rồi sống sao cảm thấy những năm tháng cùng có ý nghĩa. Họ và tên. Anh nói lại họ và tên giúp em được không ạ? Mấy con. Mình vẫn xa. Thế thì bây giờ mà con. Sao có thể chụp chặt này? Thật thuật à? Anh có nghe rõ bọn em nói không ạ? Biên tập hỏi là anh hiện tại là có mấy bé á? Có mấy con ạ? Anh có hai đứa, một cháu trai đang học lớp 11, một cháu gái đang học lớp 8.
Dạ. À, vậy thì mình bây giờ mình muốn tìm một nửa của mình rồi thì cái yêu cầu của anh với cả cái bạn bạn gái của mình là gì? Anh muốn một bạn gái như thế nào? Để chia sẻ và đã từng có gia đình rồi thì sẽ hiểu vấn đề nhỏ hơn. Còn vấn đề ngoại hình hay hình thức thì tôi nhìn một chút quan trọng cách suy nghĩ và giao tiếp, ok là được. Nếu mà bạn nữ mà đã đáp ứng cái nhu cầu của mình nhưng mà bạn lại ở hơi xa một chút thì anh có yêu xa được không? Thực ra cái vấn đề xa hay gần thì cũng khó. Bây giờ mình nói thật là này, khi đã có tình yêu rồi thì hai người có thể sẽ sắp và thương một. Một là tình cảm của hai người nhà chồng cũng quan trọng, là đã đi thêm bước nữa thì con cái nó sẽ đông, thì vấn đề quan trọng đó là phát triển kinh tế. Nếu muốn phát triển kinh tế thì nó phải dựa trên cơ sở là thực sự có thật lòng với nhau hay không. Nếu không thật lòng với nhau thì cho dù có gần hay xa thì nó không phải vấn đề quan trọng. Anh nói thì không hiểu không? Rồi câu hỏi nó hơi cá nhân một chút, là bây giờ nếu ví dụ mà một bạn nữ mà cũng cùng hoàn cảnh với mình thì đương nhiên là cũng sẽ có con cái này, nếu mà bây giờ mình tiến xa hơn thì anh có tài chính của mình có đủ lo được cho cả hai bên như vậy không ạ? Thực ra cái này thì mình chưa ở trong hoàn cảnh ấy, mình chưa thể dám chắc 100%, nhưng mình khẳng định nữa là nếu như cùng hoàn cảnh với mình thì mình lo được một phần nào đó nhất định, còn lại thì cả hai cùng phải cố gắng vì đông vì bạn bây giờ rằng là cuộc sống một là một công việc, một khả năng kiếm tiền nó khác nhau, cho nên là cuộc sống đông con thì mình phải cùng nhau cố gắng không phải là cố gắng cho bản thân mình, nhất là cố gắng để vì những cái gia đình để nó các con ăn học. Rồi ạ, có biên tập nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ rồi anh ơi, nếu mà khi mình ở Sài Gòn á là anh có thể sắp xếp bay vào để tham gia được đúng không ạ? Thực ra nếu như những chương trình tổ chức sự Sài Gòn thì mọi bạn nên định chuẩn bị trước, sẽ thu xếp công việc bạn không vấn đề. Dạ. Cái vấn đề của mình nhận ra thì mình rất thích là những cái chương trình này mình thích được một người nghĩ theo cái suy nghĩ và cái ý định của mình có cái chuyện xa gần mà mình phải quan trọng. Dạ rồi, coi như là anh có yêu cầu gì về tuổi tác của cái người bạn gái không anh? Tuổi tác thì thật ra mình cũng không thích trẻ quá. Mình chỉ muốn làm sao nó cũng ở cái trang lứa tuổi mình, một là nhiều hơn mình 5-7 tuổi hoặc ít hơn 50 tuổi, chứ đừng để có sự chênh lệch. Thực ra với mình là đàn ông mình không sao, vì sợ là phụ nữ họ đi đâu họ có thể không tự tin mình khi đi với một người chồng của mình hoặc một người tình của mình thích mình về tuổi tác. Ồ, dạ rồi, ok anh Sáng ha, thì đó là những cái thông tin bước đầu thôi. Còn nếu mà mình được chọn cũng như là có cái cô gái phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo và làm nội dung kỹ hơn, nhiều hơn với anh nha. Em cho anh có thể hỏi được không? Dạ rồi. Anh muốn tìm một người bạn gái có tính, chút cá tính hoặc là năng nổ ngoài xã hội một chút, chứ không muốn kiểu người mà cái cuộc sống an phận này. Dạ rồi, ok anh, thì những cái này nó nằm trong những cái tiêu chí mà mình yêu cầu ở một người bạn gái, và sẽ có biên tập sẽ trao đổi về những cái tiêu chí này thêm ha, để mình có một cái người phù hợp nhất với anh ha. Rồi anh có xem qua chương trình của em, anh thấy một người này họ cũng đăng ký chương trình, khi bạn này hỏi nhiều câu hỏi về cái bạn nam của anh, bạn nam này không trả lời được và trả lời cũng không đúng theo ý của bạn ấy. Anh rất muốn có số điện thoại của người đó, bọn em có thể kết nối hỏi xin làm sao cho anh có số điện thoại được không, vì anh đã từng gọi điện đến trung tâm, tức là đến cái địa chỉ của bạn ấy nam ấy, em hiểu không? Dạ anh ơi, thì là tất cả những cái này là thông tin cá nhân của nhân vật, cho nên là chương trình không thể nào mà cung cấp ra ngoài được anh nha. Rồi. Em để cho anh nói hết câu ấy, thì em mới hiểu được. Tức là bạn ấy tham gia chương trình rồi, nhưng bạn ấy người bạn ấy không bấm chuông,
nhưng mà anh muốn xin lại cái thông tin ý. Anh biết là cái này bọn em bảo mật, nhưng em muốn bọn em là nói chuyện trước với họ. Nếu họ đồng ý thì bọn em cho anh số điện thoại, hoặc là họ đồng ý cho số điện thoại thì bọn em cho, chứ không phải là anh bảo bọn em cho anh. Tức là bọn em... Em hiểu ý anh rồi, nhưng mà cho em hỏi một chút là mục đích mình tham gia chương trình là mình muốn tìm một ai đấy thôi, hay là nhất quyết phải là người này? Anh có thực sự là muốn lên hình để mình tham gia chương trình và kết đôi với người phù hợp không? Hay là mình em tham gia để mình hỏi số cô bạn kia? Em hỏi câu hỏi rất hay. Thực sự anh là anh đăng ký lên chương trình này là anh muốn lên chương trình, chứ không phải là anh muốn lên chương trình để anh xin số điện thoại người đó. Nhưng qua cái chương trình này, anh cái chương trình bọn em ấy, mỗi khi anh theo dõi, anh xem cái chương trình này, anh cảm thấy họ có nhiều cái suy nghĩ trong anh. Nếu bọn em giúp được anh thì là cái tốt, không giúp được thì anh cũng vẫn tham gia chương trình, chứ không phải là không. Em hiểu ý anh không? Rồi ok, tụi em sẽ hiểu ý anh rồi ha. Và có thể là anh sẽ đưa ra cái cô bạn ở trong chương trình chẳng hạn như vậy, và là anh muốn mong muốn tìm kiếm một cái người giống như vậy chẳng hạn như vậy, thì đó là cái hình mẫu mình mong muốn. Thì là anh cứ trao đổi thêm ha, để thứ nhất là chỗ cô đó thì là chương trình đó mà liên lạc được, hoặc là như thế nào thì là sẽ có những cái thông tin. Nhưng mà trước mắt thì là em nhận những cái thông tin này từ anh nha. Và sau đó nếu mà mình được chọn nha anh nha, tại vì ở đây là mình chỉ cast chung thôi, và sau đó là sẽ có cái danh sách những ai mà được chọn để vào vòng 2. Ở đây mình chỉ là vòng 1 thôi. Khi mà vào vòng 2 á, thì là sẽ có biên tập trao đổi kỹ nhiều hơn nội dung với anh, cũng như là làm việc kỹ hơn về những cái hình mẫu anh mong muốn. Chẳng hạn như là anh thích cô gái ở tập 300 mấy của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một cái cô kiểu như vậy, cái tính cách như thế, thì anh cứ trao đổi để chương trình cũng sẽ hình dung được cái gu bạn gái mà anh thích sẽ như thế nào. Thì như vậy thì nó rất là chi tiết và rất là dễ tìm cái người phù hợp cho mình ha. Thực ra là anh đăng ký chương trình này, anh thích lên chương trình, nhưng qua xem cái chương trình này anh thấy cái người này nó nhiều cái suy nghĩ trong anh. Và từ những câu hỏi của người đó đặt ra cho bạn nam kia thì cũng là câu hỏi anh muốn đặt ra, và anh cũng rất thích nắm một người con gái nào cũng đã từng trải qua những cái hoàn cảnh như anh, họ hỏi anh những câu hỏi ấy. Bởi vì anh cảm thấy họ có những câu hỏi rất là đúng như những người đã từng đổ vỡ, bởi vì vấn đề của những người đổ vỡ điều quan trọng nhất là họ tìm được điều người cùng hoàn cảnh. Còn chuyện khó khăn về kinh tế hay khó khăn về đi lại đây không phải là vấn đề chính, em hiểu không? Dạ rồi, ok, tụi em hiểu rồi anh ha. Cảm ơn anh Sáng đã tham gia cái buổi cast này hôm nay ha. Sau đây là tụi em sẽ còn cast rất là nhiều người nữa, cho nên là nếu mà có cái thông tin anh được chọn này kia thì là chương trình sẽ thông báo cho anh biết sớm nha. Anh cảm ơn bọn em và cảm ơn chương trình đã định thời gian rồi. Không bận lại. Dạ rồi, em cảm ơn anh Sáng. Chào anh ạ. Dạ, em bấm nút rồi khỏi cuộc gọi giúp em nha. Ok.